Dạ vâng, Trần Đăng xin kính chào quý khán giả của Đài truyền hình SBTN. Ngày hôm nay Trần Đăng sẽ được trở lại với quý khán giả trong chương trình bình luận tin tức liên quan đến tình hình Ukraine và hiện tại qua đường dây video. Trần Đăng đang có mục sư Nguyễn Mạnh Cường từ Ukraine. Và xin chào mục sư ạ. Của Đài SBTN, Nguyễn Sư Bình An và vui mừng từ nơi Thiên Chúa tới tất cả chúng ta. Dạ vâng, thưa mục sư, được biết là quân Nga đã rút khỏi thành phố Kherson. Đây là một thành phố mà trong cái khu vực mà phía ông Tổng thống Putin Nga cách đây khoảng chừng một tháng đã sáp nhập khu vực này vào trong với lại khu vực của Nga. Thì cái câu hỏi đặt ra là tại sao là quân Nga là rút lui một cách dễ dàng như vậy và liệu quân Nga có phản công không thưa ạ? Dạ thưa anh, từ hè đầu năm nay thì Ukraine đã dùng tình chuẩn bị phản công tại Kherson rồi. Và bắt đầu từ đầu tháng 9 mà khi bắt đầu họ làm cuộc nghi binh và chiếm lại tất cả các tỉnh thành, các lãnh thổ khác của miền Đông Bắc Kharkov đấy, thì họ bắt đầu chuẩn bị phản công từ lúc đó. Và thủ phủ chiến lược của miền Nam là Kherson đã bị giặc cộng xít chiếm nhanh chóng bởi sự phản bội bởi giới lãnh đạo an ninh của tỉnh Kherson lúc đó. Thì khi chiếm được tỉnh Kherson, từ cái tỉnh miền Nam này, thì giặc Nga nó định là đánh chiếm luôn cả tỉnh Mykolaiv, rồi sau đó tiến tới chiếm cái cảng còn lại của Ukraine là Odessa. Do là họ đã chiếm được cái cảng chiến lược của Ukraine lúc đó là Mariupol hồi tháng 5 vừa qua, nên thành thử là quân Nga nó sẽ lập ra được cái thành hàng ngang bộ tới vùng Nga đã chiếm của Moldavia là Pristnestrovia, hay còn gọi là Transnistria, là cái vùng tách khỏi lãnh thổ Nga. Khi đó Nga sẽ kết nối các lãnh thổ đấy thâu tóm của Ukraine và của Nga vào lãnh thổ Nga, và họ sẽ cắt hoàn toàn đường biển của Ukraine khỏi các giao dịch quốc tế để khuất phục Ukraine phải đầu hàng. Bán đảo Crimea thì quân Nga đã cướp được từ năm 2014, và 85% nước ngọt thì lấy từ đất mẹ Ukraine qua kênh đào Bắc Crimea thuộc tỉnh Kherson, nên thành thử là Kherson có ý nghĩa rất chiến lược với Nga. Và Nga đã coi chiếm được Kherson là mục tiêu hàng đầu trong cuộc chiến xâm lược Ukraine. Vì vậy mà việc quân cộng xít Nga rút khỏi thành phố Kherson ấy là một thất bại nhục nhã đối với Nga. Tại sao lại như vậy? Mặc dù tháng 9 Tổng thống Putin đã ra lệnh là sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine vào lãnh thổ của Nga rồi. Nếu mà chúng ta theo dõi từ đầu cuộc chiến thì chúng ta có thấy luôn cái sự thất bại nhục nhã trong cuộc chiến của Nga thế này. Cuối tháng 3 đầu tháng 4, khi mà Nga thất bại trong việc chiếm đóng Kiev và các tỉnh miền Bắc Ukraine, thì Nga đã rút quân khỏi đó và họ dồn quân về miền Đông Donbass. Lúc đó họ diễn giải từ đó là cử chỉ thiện chí. Còn tháng 9 thì khi quân Nga rơi vào bẫy nghi binh của Ukraine và đánh đuổi ra khỏi tỉnh Kharkov, thì Nga đã diễn giải đó là rút quân và dồn quân chiến thuật. Nhưng tháng 11 vừa qua thì trước sức ép lớn từ quân Ukraine thì Nga đã tháo chạy khỏi tỉnh Kherson và Nga diễn giải là bảo toàn lực lượng. Vì như vậy chúng ta nhìn thấy cả cái sự thay đổi, cái sự xuống thang, cái giọng điệu của quân Nga ở đây có nói về cái vấn đề gì đó, có vấn đề gì đó trong bộ máy chiến tranh của Nga, đặc biệt là trong các cơ quan đầu não ra quyết định của Nga. Khi anh hỏi là liệu Nga phản công hay không, thì Nga chắc chắn họ sẽ phản công lại, vì họ vẫn còn giữ và cả cái phòng thủ cực kỳ là vững chắc của họ ở miền tả ngạn Kherson, sông Dnieper, và sớm muộn họ sẽ phản công thôi. Nhưng để phản công không thì họ sẽ phải huy động cả lực lượng, và họ cũng đợi lúc đầu chín muồi thì họ sẽ tấn công. Và anh hỏi đây có cái bẫy hay không, thì theo em đây cũng là cái bẫy quân Ukraine. Vì thế mà Ukraine khi mà tiến quân vào Kherson thì Ukraine rất là thận trọng trong khi mà tiến vào Kherson. Ukraine chỉ cho quân đặc nhiệm tiến vào Kherson thôi, còn bản thân quân chủ lực ấy thì họ ở phía ngoài, họ vẫn phòng thủ ở ngoài. Quân đặc nhiệm vào Kherson để càn quét, để xem xét mình, rồi tất cả gián điệp thám báo ở trong đó thôi, họ tìm xem tất cả họ có đặc nhiệm rồi thì họ sẽ hiểu điều đó. Và ngày hôm nay thì Tổng thống Zelensky ông đã bay thẳng đến Kherson và công bố chính thức là Kherson được giải phóng từ ngày 11, đấy là công bố chính thức thôi. Nhưng mà từ ngày hôm nay thì mới lá cờ của Ukraine được chính thức là được tung bay ở trên thủ phủ Kherson. Theo em đây vẫn là một cái bẫy của Nga. Như lần trước em có nhận định rằng chuyện Nga có khả năng họ sử dụng vũ khí hạt nhân công suất thấp, hiệu suất thấp để làm vụ gì ở đây.
và điều này rất nguy hiểm. Quân Nga nó cũng đưa tất cả các loại pháo phản lực tầm xa, pháo phản lực sử dụng tên lửa nhiệt áp để tấn công, và họ sẽ đợi khi quân Nga vào được Kherson và nhiều đó họ sẽ tấn công hoặc là họ sẽ đánh phá như phá luôn cả cái ấp cái đập 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 nước Kakhovsky đập à? các khúc ca đập nước và đập các khúc ca để mà tiêu diệt luôn cả quân U cả trong đó. Sau đó họ sẽ dùng cả cái lực lượng không quân rồi cả tên lửa của họ để có thể tiêu diệt và đốt sạch luôn cả quân Ukraine nếu quân Ukraine mà cứ thế đi vào đó. Chính thế mà cái điều này chúng em đã nhận ra điều đó và chúng em cầu nguyện điều đó, và tạ ơn Chúa là có những cái thành phần ở trong hội thánh chúng em ấy, họ cũng có thông báo, họ cũng theo dõi tất cả các lời cầu nguyện chúng em và chúng em cũng bàn tán nhiều lúc cầu nguyện, và họ cũng đưa cái thông tin đấy trước đây cho bên Bộ Quốc phòng rồi. Vì thế mà họ vẫn coi đây là cái bẫy Ukraine. Anh Trường Thắng cũng như các quý khán thính giả của đài SBTN ấy, cũng nếu qua phương tiện truyền thông chúng ta cũng nhìn thấy là Ukraine rất thận trọng trong việc mà tiến quân vào Kherson, vì họ luôn nghĩ rằng đây có thể khả năng là quân quân Nga họ sẽ cài bẫy nào đó. Mặc dù họ vẫn nghĩ rằng tại sao cái điều kỳ lạ, tại sao không mất một tí quân nào cả mà chiếm được Kherson một cách rất dễ dàng, mà Nga thì nó không thể chịu nó mất đi mà lại không mất một cách dễ dàng như vậy đâu. Ai đó có thể nói rằng đây là một cuộc chiến thắng không phải là quân sự mà một cuộc chiến thắng về chính trị thôi, về ngoại giao, về chính trị, về gọi là cái chiến lược dọa dẫm gây sức ép vào đó thôi. Nhưng theo em thì vẫn đây là cái bẫy. Dạ vâng. Thế thì thưa, 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 thưa mục sư, nhận định của mục sư đó thì có thể một là phía bên quân Nga lừa để cho quân Ukraine tiến vào khu vực này và sử dụng bom nguyên tử chiến thuật, hoặc là cho ngập luôn cả miền Nam bằng cách là phá cái đập nước để mà tiêu diệt quân Ukraine trong trường hợp này. Thì để chúng ta sẽ chờ xem trong những ngày sắp tới phía bên Nga họ sẽ phản ứng như thế nào. Tuy nhiên nó có một cái mình cần lưu ý ở cái điểm này là có tin cho rằng là phía Nga và phía Hoa Kỳ đã gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ, tức là Turkey, vào ngày hôm nay để mà đưa đến đàm phán, và cũng có những cái tin cho rằng là phía Hoa Kỳ cũng áp lực phía bên Tổng thống Zelensky là phải ngồi vào đàm phán để mà giải quyết cái vấn đề, luôn cả cái vấn đề của Crimea. Thì theo nhận định của mục sư và cũng như cái tình hình của người dân Ukraine thì có biết cái tin này hay không? Và trước cái tin này thì cái vấn đề là cái nhận định của phía bên mục sư và chính quyền của Ukraine như thế nào trong cái việc mà phía bên Hoa Kỳ áp lực phải có đàm phán? Mà khi có đàm phán thì phải có một sự nhượng bộ nào đó. Dạ. Dạ. Đúng thế. Như anh nói rất đúng là Hoa Kỳ và một số nước phương Tây, này, cụ thể hơn Hoa Kỳ đã thúc đẩy Kiev lên đàm phán với Nga về cả cái vấn đề Crimea nữa. Và trước đây thì bản thân Hoa Kỳ và một số nước phương Tây đã từng có kế hoạch phân chia Ukraine khi Nga xâm lược Ukraine, tương tự như Đông và Tây Đức hình thành sau Thế chiến II. Nhưng lòng dũng cảm của Tổng thống Zelensky và đội ngũ của ông đấy đã không cho phép phương Tây và Nga sâu xé Ukraine được. Và chiến sự Ukraine đã ảnh hưởng rất lớn, tiêu cực rất lớn trên thế giới, đặc biệt là các nhà tài phiệt, chùm sò của thế lực ngầm đứng sau các chính phủ dân chủ phương Tây. Họ không muốn lợi ích và ảnh hưởng của họ bị hao tổn bởi cuộc chiến này. Tuy vậy, họ cũng hiểu rằng họ sẽ chẳng còn gì cả nếu mà Nga tác yêu tác quái. Vì đứng trước một cái vị tổng thống Putin là rất khó hiểu, phương Tây cực kỳ là khó hiểu của cái ông này, khó đoán được ông này. Ông này có thể nói được này, ông làm được điều khác. Và vì vậy, họ vẫn vừa đánh vừa xoa, họ vẫn thận trọng trong việc để gây sức ép lên Crimea, lên Kiev, và ông và họ vẫn phải xem cả thái độ của Nga như nào nữa để điều chỉnh. Nhưng người dân, chính quyền Ukraine họ vẫn quyết định họ phải bảo vệ đất nước này. Vì Ukraine đã nói rõ ràng Ukraine là Ukraine, Ukraine không phải Hoa Kỳ, Ukraine không phải NATO, Ukraine không phải phương Tây. Mặc dù Ukraine sẽ vào trong EU và vào trong NATO, nhưng Ukraine vẫn là Ukraine, Ukraine vẫn mang đặc sắc riêng của nó. Dạ, vâng. Vì vậy mà cái sức ép của Mỹ vào Ukraine lúc này thì theo em là Ukraine sẽ khó mà nhượng bộ, đặc biệt là trong lúc chính sự bây giờ đang có chiều lợi thế cho Ukraine lúc này. Với cái tình hình mùa đông sắp tới này, liệu hai bên sẽ đương đầu với nhau hay là sẽ dừng quân cho đến qua tới mùa xuân, thưa mục sư?
Dạ, thưa anh Tường Thắng cùng khán thính giả của đài SBTN, đúng có nhiều nhà phân tích quân sự họ nói rằng là trước cái cuộc gọi là mùa đông sắp tới thì hai bên do là cái điều kiện tác chiến sẽ bị chạm hạn chế đi vì khí hậu rồi bùn nhão rồi tuyết rồi khó mà có thể là ngụy trang được từ nhiều điều khác nên là sẽ cuộc phản công hay là bảo vệ sẽ bị chậm đi và hai bên sẽ tìm cách để hòa hoãn để mà tạm thường là ngừng bắn một thời điểm đó. Điều đó cũng có lý. Nhưng theo em, Ukraine sẽ không cho phép chuyện xảy ra. Và Ukraine sẽ biết rằng Ukraine mặc vì họ quyết tâm của họ là họ phải chiếm bằng được, phải đuổi quân Nga ra khỏi lãnh thổ của mình. Bởi vì nếu mà để cho Nga có thời gian để phục hồi lực lượng lại, trong cái thời gian phục hồi lực lượng này thì Nga đấy nó sẽ đào tạo được nốt cái phần đám tân binh mà vừa mới gọi nhập ngũ đấy, vừa mới gọi là thì nhỉ, gọi là tổng động viên đó, động viên họ sẽ đào tạo được và lúc đó sẽ là một cản trở cực lớn cho quân Ukraine. Vì vậy Ukraine biết cái giá cần phải trả trong cuộc chiến này. Theo em, Ukraine sẽ không từ chối, xin lỗi, sẽ từ chối việc đàm phán. Hay nếu họ thậm chí họ có đàm phán chăng nữa thì họ sẽ phá cái đàm phán một cách nào đó. Họ sẽ vẫn cứ tấn công tiếp từ từ chứ họ sẽ không giữ để ngừng bắn đâu. Ngừng bắn cũng sẽ xảy ra thôi khi cả hai bên được kiệt quệ. Nhưng lúc này là không phải lúc mà Ukraine nhìn thấy để ngừng bắn trong lúc này. Dạ vâng. Trước khi trở lại buổi nói chuyện ngày hôm nay, Tường Thắng xin mời quý khán giả theo dõi phần thông tin đối ngoại của đài truyền hình SBTN. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Dạ vâng, vừa rồi là phần thông tin đối ngoại đài truyền hình SBTN. Sau đây Tường Thắng xin được trở lại buổi nói chuyện với mục sư Nguyễn Mạnh Cường từ Ukraine. Dạ, sẽ trở lại mục sư. Thưa mục sư, thì trong cái thời gian một vài tuần vừa qua đó, thì thủ đô Kiev và một số các thành phố khác mất điện và mất nước là do các cuộc tấn công về cái máy bay không người lái và do Iran cung cấp cho Nga. Thì bây giờ tình hình nó vẫn còn không, thưa mục sư, và hiện tại thì tình hình điện nước của thủ đô Kiev và các nơi khác như thế nào, thưa mục sư? Dạ, thưa anh Thường Thắng cùng quý khán thính giả của đài SPTN. Kể từ ngày 10 tháng 10 vừa qua mà khi giặc Cộng xích Nga bắt đầu áp dụng cái chiến thuật tấn công quy mô lớn lên tất cả cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, thì trong một ngày đó thôi, có đến 30% cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, của Ukraine bị tổn thất rồi. Và ngày 31 tháng 10, tức là 3 tuần sau, lại có cuộc không kích tiếp quy mô lớn vào Kiev, khiến 80% dân cư thủ đô Kiev lúc đó phải thiếu nước sinh hoạt. Và đến thời điểm hiện tại thì đến hơn 40 cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bị tổn thương, không thể khắc phục nhanh được, mặc dù thế giới đấy phải sửng sốt về cái hệ thống năng lượng của Ukraine có thể hồi phục nhanh thế nào trong trong chiến tranh thế này. Chúng ta biết là cần cả một vài tháng để làm mỗi trạm biến thế và lại bị bắn phá thường xuyên như thế nên không kịp đảm bảo điện và nước để sửa theo kế hoạch cho người dân. Các cơ sở năng lượng thì lại bị cố định nữa, lại lộ thiên nữa, thành ra rất khó trong việc bảo vệ, đặc biệt là khi Ukraine đang thiếu trầm trọng vũ khí phòng không để đối phó hiệu quả với các cuộc không kích bằng tên lửa, bom hay là drone tự sát mà Nga đang được cung cấp một số lượng cực lớn từ Iran. Bởi vì Nga, Iran cũng như Trung Cộng ấy, đấy là chúng tôi gọi đó là một cái trục ma quỷ của những nước mà gọi là độc tài phản động cộng sản phát xít hay Hồi giáo. Iran thì thôi chuyển đến chúng ta sau nhé. Mặc dù thủ đô Kiev thì đã chuẩn bị là cả đến 1.000 hầm trú ẩn có sưởi ấm trong mùa đông sắp tới rồi, và thậm chí là tuần trước ấy, là ngày 6 tháng 11, thị trưởng thành phố Kiev đã thông báo, thường nói đúng là Kiev đấy, và đã thông báo lãnh đạo thành phố Kiev đã thông báo là chuẩn bị kịch bản xấu nhất là sơ tán cả 3 triệu người dân Kiev trong trường hợp mất điện hoàn toàn. Nhưng điều đó không có nghĩa chắc chắn xảy ra, và thậm chí nếu có xảy ra chăng nữa thì theo tôi chỉ đến 1/3 và tối đa là 1/2 dân cư sẽ di tản thôi, và sẽ có ít nhất phải 1,5 triệu người sẽ ở lại, và bởi vì đấy cũng là một cái lá chắn bảo vệ thành phố. Và nếu mà họ sơ tán dân đi thì chủ yếu sẽ di dân vào các tỉnh thành an toàn hơn, thậm chí là có khả năng là di dân lại sang châu Âu như những ngày đầu của chiến vệ quốc ở hơn 8 tháng trước. Giặc Cộng xích Nga thì họ muốn tạo lại cái làn sóng tị nạn lên châu Âu như trước đây vào đúng cái mùa lạnh này, để mà chúng sử dụng cái vũ khí chúng đang dùng là năng lượng và lương thực để hiệu quả hơn, để mà bắt phương Tây cũng phải không hỗ trợ cho Ukraine nữa, để chúng rảnh tay xâm lược Ukraine tiếp theo.
Tuy nhiên là chính quyền Ukraine đã chuẩn bị đến những kịch bản xấu nhất rồi, thậm chí là như tấn công hạt nhân, phủ đầu, các cơ quan đầu lão, thậm chí tổng thống có thể bị giết. Nhưng người dân Ukraine vẫn cứ quyết chống giặc Nga, không đầu hàng. Vì Ukraine đã trải nghiệm thế nào trạng sức vật cộng sản rồi. Ukraine đã có cái chế độ của họ để mà còn người dân cuối cùng, thậm chí là một trung sĩ thôi, cũng sẽ là tổng thống sau này nếu mà bị đánh giết đến quân đội cuối cùng, đến người lính cuối cùng. Mặc dù Ukraine đã lường trước những điều này, trước khi chiến tranh nổ ra, tức là những hệ thống năng lượng, cơ sở hạ tầng bị đánh phá đấy, nhưng mà họ lực bất tòng tâm thôi. Ukraine không đủ năng lực về tài chính để bảo vệ bầu trời của mình, và năng lực công nghệ sản xuất vũ khí của họ cũng có, nhưng mà không có ngân sách phát triển, mà bây giờ thì càng không thể làm được vì khó khăn đang xảy ra. Vì thế, ngay lúc đó, Ukraine đã kêu gọi các nước phương Tây hỗ trợ vũ khí hạng nặng như máy bay, xe tăng, pháo binh và đặc biệt là các tổ hợp phòng không radar rồi. Nhưng thậm chí là hè năm ngoái 2021, ấy, sau khi mà Mỹ và đồng minh rút khỏi Afghanistan, bỏ rất nhiều vũ khí, Ukraine đã đánh tiếng xin lại những vũ khí đó, nhưng Mỹ đã từ chối. Và Ukraine còn kêu gọi NATO đóng hộ không phận của mình nữa, nhưng các nước phương Tây lúc đó đều quan tâm lợi ích riêng của mình và không đếm xỉa nhu cầu Ukraine. Và chỉ khi mà Ukraine đã thể hiện cái sự dũng cảm đương đầu chống lại giặc cộng sinh Nga thôi, thì mà kẻ mà Mỹ và NATO đều dè chừng ấy, thì lúc đó họ mới bắt đầu mới giúp đỡ Ukraine. Lúc đó sự giúp đỡ Ukraine bắt đầu được khởi động. Và tinh thần chiến đấu, chính nghĩa, dũng cảm của Ukraine đã khiến nhiều nhà lãnh đạo quốc gia phương Tây phải xấu hổ và họ thay đổi quan điểm của mình, và thậm chí họ phải trực tiếp đi thân chinh đi sang Kiev này để gặp gỡ Tổng thống Zelensky nữa, để ủng hộ nữa. Và sự giúp đỡ tài chính và vũ khí hạng nặng bắt đầu, tuy muộn còn hơn không, như ngạn ngữ của người Slaver đấy. Mặc dù sự giúp đỡ muộn màng và nhỏ tọt này, nó vẫn cứ giúp được Ukraine trụ được sự xâm lược của giặc cộng sinh Nga, là chúng vốn áp đảo về gần như tuyệt đối về số lượng và hỏa lực. Nhưng mà Ukraine phải trả một giá khá cao về nhân mạng, bởi vì hoàn cảnh thời chiến nên con số này chưa nói ra thôi. Nhưng mà em có thể nói được, trong số các anh em trong hội thánh chúng em đấy, khi họ cầm súng bảo vệ Tổ quốc đấy, trên chiến trường chẳng hạn nhé, có đại đội hơn 130 người, chỉ trong hai cái đợt mà tên lửa của quân Nga thôi, mà trong một buổi đêm và buổi sáng sớm thôi, mà cả một đại đội đấy xóa sổ gần hết, chỉ còn vài người thôi, trong đó chỉ có cái anh đấy, anh ấy không bị xây sát gì vì vợ con anh trong hội thánh nên họ cầu nguyện suốt, thành ra anh đỡ thoát. Và trên chiến trường Ukraine thì giặc Nga nó toàn sử dụng pháo binh tên lửa, bom chống bộ binh thôi, thậm chí cả tên lửa là bom điện áp đấy, cái loại bom cùng phá lớn đấy. Như là thí dụ như là tháng 3 chúng ném một quả vào nhà hát kịch Mariupol khiến cả 1.300 dân thường trú bom ở đấy thiệt mạng rồi. Thì vì thế mà cũng có dễ hiểu rằng là cái cuộc chiến ở Ukraine cực kỳ khốc liệt. Vì thế mà có cái thông tin mà đúng là thông tin có thật là một số tình nguyện viên nước ngoài trong cái gọi là quân đoàn ngoại quốc đấy, cựu chiến binh này, họ đã từng tham gia cái chiến trường Afghanistan, Iraq, Syria rồi. Họ chứng kiến cái cảnh mà bị Nga không kích, họ chạy mất dép luôn, về lúc không dám quay lại nữa. Thực sự là có nhiều chuyện có thật. Chỉ cần để nói so sánh này, 2 năm trước thôi, khi lính Mỹ mà tại Iraq mà bị Iran là tấn công bằng vài quả tên lửa thôi, trong vài chục phút thôi, để trả đũa vụ mà Mỹ ám sát cái tướng cao cấp của vệ binh cách mạng Hồi giáo đó, thì mặc dù không chết ai cả trong hàng trăm lính Mỹ đấy, nhưng mà hàng trăm lính Mỹ là bị chấn thương, bị gọi là sang chấn tâm lý đấy, huống chi mà Nga sử dụng tên lửa thường xuyên tại chiến trường Ukraine này. Và chúng còn dùng được cả trong vòng 3 năm nữa ấy, cái kho vũ khí của quân Nga ấy, thí dụ em nói rằng cái kho vũ khí tên lửa S-300 của họ thôi là có đến phải 7.000 quả tên lửa đấy, từ thời Liên Xô cũ nữa. Họ bắn dư giả cả 3 năm họ vẫn bắn được tiếp. Và vũ khí chính xác thì họ ít hơn, nhưng vũ khí không điều khiển họ bắn ngang luôn. Vì cả lửa thế kỷ này, từ sau Thế chiến thứ 2, họ tích lũy rất nhiều thời Liên Xô rồi. Còn nói về tình cảnh dân thường thì thiếu thốn khá nhiều, đói rét nhiều ở các tỉnh thành, không ngay cả tỉnh thành không chứ nóng bỏng. Ở Kiev thì đỡ hơn, bởi vì Kiev là nhiều cái trợ giúp trực tiếp đến đó. Còn ở những cái tỉnh thành xa đấy, thì chúng em ở trong các hội thánh, những hội thánh, những con cái Chúa ở trong hội thánh chúng em mà đi làm giúp đỡ trong đó là phải thiếu thốn ở đó. Các tổ chức xã hội và hội thánh địa phương là vẫn tích cực giúp đỡ người dân thôi. Mùa lạnh tới thôi, điện nước sưởi ấm thiếu thốn khiến cái việc hỗ trợ rất là khó khăn. Thêm nữa, và em phải nói thật một điều khoảng nữa này, là tình trạng tham nhũng quan liêu vẫn xảy ra với hàng và tiền viện trợ nữa. Tuy không phổ biến như ngày xưa đâu, nhưng nó là hậu quả của chế độ cộng sản trước đây. Vẫn có những kẻ mà trục lợi, nhận viện trợ nhưng lại giữ cho mình và cho người thân quen của mình. Vì thế mà khi chúng em chỉ làm việc với các tổ chức cá nhân được kiểm chứng thôi và có uy tín thực sự thôi, đặc biệt cái tổ chức này của hội thánh nữa mà đang lan truyền tin mừng với quốc Chúa đó, thì những người mà kính sợ Chúa thì họ còn tin cậy được, bởi những người này sợ Chúa thì họ mới có thể đảm bảo họ không trục lợi. Hiện tại thì thưa mục sư, cái mà người dân Ukraine và cũng như cộng đồng con người Việt của mình tại Ukraine hiện tại đó là cần cái gì nhất trong khoảng thời gian này, nhất là mùa đông sắp tới?
Dạ, mùa đông sắp tới thì nhu cầu của mọi người đó là điện, và nước ạ. À. Thức ăn thì họ có đầy đủ, khá đầy đủ, nhưng mà điện và nước và sưởi ấm đó là cái điều thiếu nhất của họ. Họ chưa biết là điện ra sao, mặc dù là chính phủ đấy đã mua hàng ngàn những cái máy phát điện autonomous, gọi là áp điện cá nhân ấy, những máy phát điện ấy họ cũng cung cấp, và nhiều nhà cũng đã mua và trang bị máy phát điện đấy về cho mình nữa. Và hiện nay thiếu ở Kiev chẳng hạn, có báo động là có nhiều vụ cháy nhà xảy ra, nên họ khuyến cáo rằng mỗi người dân mà khi sử dụng những cái máy phát điện như thế đấy phải để cách xa, thí dụ như cách xa nhà phải 6 6 mét tối đa, tối thiểu, và phải có trang bị cái chống chống cháy đấy, phòng cháy chữa Dạ, cháy đó. dạ. Vâng. Họ thiếu nhất điều đó, và điều quan trọng nữa là họ rất cần để Ukraine được bảo vệ khỏi các cuộc không kích, là họ yêu cầu, họ kêu cầu có được tên lửa phòng không. Dạ vâng. Hiện tại thì tình hình cộng đồng của người Việt của mình đã ổn định chưa, mục sư? Có đã trở Dạ. về Ukraine chưa? Dạ. Đã chưa. Cộng đồng người Việt đấy thì trong thời hè vừa qua ấy, khi mà thấy tình hình quân Nga nó không không kích nữa ấy, thì nhiều người họ cũng trở về. Thế nhưng mà khi mà nó quay trở lại cuộc tấn công mà nó đánh vào các cơ sở năng lượng khiến điện nước thiếu thốn, thì thôi, thì nhiều người họ nghĩ lại, họ không quay trở lại nữa. Chỉ có một số thành phố mà ít ảnh hưởng hơn, cộng đồng người Việt Nam ít ảnh hưởng hơn, như Odessa chẳng hạn, thì quân Nga nó chưa tấn công vào trong đó thì vẫn còn khá nhiều người Ukraine ở đó thôi. Còn các cộng đồng khác thì một số người về, nhưng họ cũng tính lại là phải sang trở lại Ukraine thôi. Và nhà cầm quyền Ukraine cũng khuyến cáo những người Ukraine hay là người Việt, thậm chí người Việt trong đó đấy, cũng không nên quay trở lại trong mùa đông này nữa, để mà tránh gọi là tránh gọi là tải trọng lên trên hệ thống năng lượng của Ukraine đang bị thiếu thốn lúc này. Còn riêng về phía mục sư thì phía bên đội đoàn của mục sư có cần sự giúp đỡ gì của từ cộng đồng hải ngoại không, thưa mục sư? Dạ, tất nhiên chúng em thì vẫn cần sự giúp đỡ của cộng đồng hải ngoại, đó là tài chính. Tài chính này chúng em làm cái gì? Tài chính này chúng em sử dụng để mà mua các máy sưởi ấm cơ động, mua củi là chính thôi. Tại bây giờ chủ yếu là dùng cái thời thời tiền sử, quay trở thời tiền sử dùng củi đốt thôi. Chúng em cũng chúng em cũng sử dụng các action, các gì nhỉ, các cái gì nhỉ, gọi là cái gì bây giờ em quên Máy mất phát từ điện ạ. action rồi. Vâng, không không phải máy phát điện, chúng em sử dụng là các anh em trong hội thánh đấy, vì tài chính không có mà, thì chúng em sử dụng là để họ vẽ ra cái bức tranh, và chúng em bán cái bức tranh đấy, À, đó, dạ. bán bức tranh để mà lấy Gây tiền quỹ quyên đó. góp, Quyên góp gây gây quỹ, quỹ dạ. và lấy tiền quyên góp. Tức là họ cũng có cái kỷ niệm là bức tranh đấy là do chính người Ukraine họ vẽ ra trong phong cảnh À. hay là cái đề tài gì đó của Ukraine thôi, và người nước ngoài ấy, họ mua cái bức tranh đó, và chúng em cũng đã gửi một số lượng bức tranh lớn đấy về Hoa Kỳ rồi, và hy vọng rằng là cái chuyện này sẽ xảy ra và sẽ có một lượng tiền đến để mà mua thứ nhất đó là đồ sưởi ấm cho những người dân đang thiếu thốn, đặc Dạ biệt vâng. người dân đấy ở các tỉnh lân cận ấy, vì họ đi từ các tỉnh mà chạy nạn về ấy, về Kiev ấy. Tại Kiev thì vẫn còn đầy đủ hơn, nhưng mà Kiev thì là quá tải, và đặc biệt là thiếu chỗ ở nữa, thành ra phải dồn họ sang những cái trại dã chiến ở ngoài ngoại ô, và ở Dạ vâng. đó thì cần, chúng ta cần giường, cần đồ ấm, Dạ vâng. đồ quần Dạ áo vâng. cũ thì chúng ta vẫn cứ tìm được, nhưng mà cái thiếu đó là củi sưởi đấy, tiền tiền để sưởi đấy, và Dạ tiền vâng. sử dụng những cái máy mobile đấy, máy Dạ vâng. mô bạn, máy cơ Dạ vâng. động, máy sưởi cơ động. Dạ vâng. Vâng, rất tiếc về thời gian không có nhiều. Một lần nữa, Trần Thắng xin cảm ơn Mục sư Nguyễn Văn Cường đã đến với chương trình Ukraine, và qua sự kêu gọi của Mục sư, quý giả của SBTN hoặc khắp nơi trên thế giới qua theo dõi chương trình này, có thể giúp Mục sư Nguyễn Văn Cường một số hỗ trợ để có Mục sư có phương tiện để mà mua những cái thứ cần thiết để giúp những người dân Ukraine trong qua cái mùa đông này. Một lần nữa, Trần Thắng xin cảm ơn Mục sư Nguyễn Văn Cường, và xin cảm ơn quý giả của SBTN.